chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bếp ga mini cho trẻ chơi ở trong các hoạt động xây dựng trong trường mầm non nhé. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn cùng xem. Nguyên vật liệu của mình thì gồm có cái hộp bánh trung thu này và xốp màu nhé, xốp màu. Dụng cụ của mình thì có súng bắn, keo và kéo nhé. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem. Trước tiên thì mình sẽ bọc cái hộp bánh trung thu này lại nhé. Sau đó mình sẽ làm tạo thành một cái bếp ga. Mình đặt cái này để mình quanh nữa nhé. Mình quanh để tạo hình cái bếp đấy các bạn.
chơi nhá. Thích à. Em có thích không? Thích. Ừ. Thích thì ngoan nhá. Ngoan thì mẹ sẽ làm đây rồi mình đây mình bỏ đây này ăn miếng rồi đấy cái gì để sâu vào nó gì sâu vào nhanh rồi đấy không đâu em sâu đâu đây vào của em đấy nhỉ dạ. Chưa? Biết rồi. Ừ. Học nhà đi. Đây đấy của mẹ đấy, đây đấy, đây đấy, từ cô bác lên rơi của mẹ. Em ngồi xuống đi. Thì để đấy vậy. Cầm như đấy là cái gì? Bóng bàn. Nhưng mà cái gì chứ? Cầm cái gì đấy? Không biết. Cái nồi. Nồi. Đây lại đi chơi, lại đây. Chơi. Vãi nha.
đừng có vất vẹt của mẹ đấy, hỏng của mẹ đấy. Đừng có thò tay mà thò tay vào đây rách tay chảy máu của mẹ bây giờ đấy, cho thò vào đây rồi cắn chết. Để bài thương biết chưa? Đại lắm bạn, đâu cái đó kia kìa. Thò vào đây là chảy máu tay đấy, biết chưa? Mẹ này mẹ mua đi. Thank you.
Nấu chưa? Đi vô việc cho mày đâu nhá. Đây thầy. Làm gì còn đũa nào nữa mà đũa. Sâu vàng lên thì không sâu thì cứ ngồi. Mày đổ đi chứ ai uống. Ai bảo đổ đi. Đổ đi giờ mới không có mà uống. Ai đổ? Đừng có lôi cái này cho mẹ nó hỏng. Làm sao? Thắng của mẹ là mẹ đánh đấy nha. Vậy kim cái thằng này nó đâm vào tay cho thì để xách tay ra bây giờ. Đây đây, khâu chân cho nào. Đây, cái chân đây. Không. Không thì dịch ra chỗ khác. Không, không của em đâu.
của mày mình vất ở đâu? Mình vất ở đâu? Vất ở đâu? Biết gì? Em vợ ăn trên nào? Gì mà tiền? Năm. Em vợ ăn trên. Năm. Em vợ ăn trên năm. Là đấy là tiền là bát đấy. Trên thì ở bút của anh trên mà. Xuống đá đi. Đây. Đến đây, 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 đây. Nước
tay vào đấy nhá. Chơi chơi hẳn hoi chứ. Tìm cái gì vậy? Hả? Sao quần làm sao mà thịt kéo? Thịt cái. Thịt á? Thịt cái. Đó. Cái này. Trời ơi. Cái này. Sao lại thịt vậy rồi? Cái này. Cái kia nè.
rửa tay đi. Hôm nay cháu không chết. Em là hôm nay cháu không chết. Em là cái con bò tót. Bò tót. Bò tót. Bò tót là ai? Bò tót là mẹ. Bò tót là em đúng không? Bò tót của mẹ. Thằng tôm đó là bò tót của mẹ. Yeah. Đúng không? Đúng rồi. Bò ăn tót ăn. Bò tót ăn cái gì? Ăn cơm. Bò tót ăn cơm xong bò tót làm gì? Ăn bò tót rửa tay. Bò tót rửa tay xong bò tót đi đâu? Đi làm môi cho mẹ. Khiếp quá cơ. Khỉ đột chưa? Ông mẹ đột. Ông khỉ đột đừng bắt cháu nha. Đừng bắt em nhá. Em ngoan nhá. Vâng. Ông khỉ đột đừng bắt em nhá. Đừng bắt em thôi. Bố mẹ. Đừng bắt con một. Em là con một con trai. Em là một con trai. Em là một con trai. Em là một con trai. Câu đi, câu con cá đi. Ăn muốn trở đây. Để con mơ cháu. Ba cho ma. Ba bai. Ba bai. Ba cho ma. Ba 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 cho ma. Hôm nay gì? Em ơi mơ. Ông ngủ. Thấy ông ngủ chưa?
xin nha. Đến đây chùa để sợ chưa lắm màu của đêm
bút nào. Xuống rồi. Thì em muốn đi.
Hãy
Là mình đang làm cái này là cái tạo tượng trưng như là cái chắn gió của bếp ấy. Dùng một miếng xốp khác mà mình đắn lên đây nha.
đợi cho nó khô rồi mình sẽ mình thường để cái này lên ở đây, mình để cái bếp này các bạn ạ. Còn đây là cái chắn gió nhá, đây là cái kiềng á,
mình tận dụng những cái chai nhựa này là mình để mình làm cái kiềng, và những cái hộp bánh trung thu thì mình làm cái bàn bếp nhá. Nguyên vật liệu của mình thì có xốp vít tít với lại chai nhựa này, nắp chai này và hộp vỏ bánh ấy, là mình đã tạo nên được một cái bếp ga đồ chơi cho trẻ từ phế liệu này, để cho trẻ chơi trong các hoạt động góc, nhưng mà trong góc nấu ăn để cho trẻ chơi nấu ăn. Vậy là video của mình đã kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.